gần người ác, tâm mình trở nên hung ác. Thí dụ, như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung hăng lỗ mãng, mỗi khi họ nói ra là chửi thề inh ỏi, nói trên đầu trên cổ, nếu nhịn hoài cảm thấy thua lỗ nên chửi lại cho về, ngay lúc đó mình đã hóa ra người hung dữ. Hơn nữa, gần người ác tánh hung dữ của họ làm cho mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường sa đọa tội lỗi. Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí, gần người ác mới không bị ô nhiễm. Còn gần người thiện lành học hỏi được những điều hay lẽ phải, và nhờ đức tánh thiện lành từ tốn của họ làm cho tâm mình được an lạc. 2. Phải giữ gìn giới cấm, thâu nhiếp oai nghi, phòng hộ các căn, dẫu cho thấy một lỗi nhỏ cũng canh cánh lo sợ. Nếu muốn cho tâm mình được thanh tịnh, điều quan trọng nhất là phải giữ giới, vì nhân giới mới sanh ra định, nhân định tâm được thanh tịnh. Nếu không giữ giới thì tâm sẽ loạn động, không bao giờ thanh tịnh. Ngoài ra, mình còn phải thâu nhiếp lục căn khi tiếp xúc với lục trần, đừng để cho nó dính mắc, dù một lỗi nhỏ cũng không nên vi phạm. Điều thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh, điều thiện đã sanh làm cho nó tăng trưởng. Điều ác chưa sanh thì đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh rồi thì phải đoạn trừ. Nghĩa là ác nhỏ không nên làm, thiện nhỏ đừng nên bỏ. Chúng ta chớ nên xem thường cái ác nhỏ, vì nhiều cái ác nhỏ thành ra cái ác lớn, còn nhiều cái thiện nhỏ thành ra cái thiện lớn. 4. Không nên tụ tập bàn nói những điều nhảm nhí, vô ích, phi pháp. Mỗi khi nói ra phải như pháp mà nói, lúc nào cũng phải ca ngợi tán thán hạnh thiểu dục tri túc, nói về giới, định, huệ, giải thoát, tri kiến. Con người bị phiền não khổ đau là do thị phi. Đa phần phụ nữ thường nói chuyện thị phi, người này tốt, kẻ kia xấu, người này đáng thương, người nọ đáng ghét. Nói chuyện ngoài đời chưa đủ, nói chuyện trong chùa, ông thầy này tu hay, ông sư kia tu dở. Nhưng xin thưa với quý vị, người ta đang tu nên vẫn bị nghiệp chi phối, cho nên có cái làm được, có cái chưa làm được. Mình đừng vì thế mà sanh tâm quỷ bán lập bè, kết đảng chống đối, thưa kiện lẫn nhau, vô tình làm cho ngoại đạo chê cười. Cho nên Đức Phật nói, sư tử trùng thực, sư tử nhục, có nghĩa là con sư tử không có con vật nào ăn nó được, mà chính con vi trùng trong thân của nó mới giết nó được. Cũng vậy Đức Phật nói, đạo của ta, tà ma ngoại đạo không thể phá hại được, mà chính trong hàng tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam và tín nữ, tự hủy diệt giáo pháp của ta. Sở dĩ mình tốt là tại vì nghiệp nó chưa tới, chứ khi nó đã tới rồi, mình còn hơn người ta nữa. Cho nên người xưa nói, ai hay nói lỗi người khác thường bị mắc quả báo. Cho nên Đức Phật thương hết tất cả chúng sinh, cho dù người đó có giữ giới hay phá giới, thiện hay ác, vì con đường đó ngày xưa Ngài đã từng đi qua. Những ai còn vướng mắc, đó là những chúng sanh đáng thương chứ không đáng ghét. Mình nói xấu người khác, người ta không mất gì, chính mình mất cái tâm thanh tịnh. Hơn nữa, đến tai người ta lại sanh ra oán thù, đôi chối, hơn thua, sát phạt với nhau, nào có ích gì. Nếu người tu không khéo, vẫn bị như thường. Còn người nam ở không thì tụ tập kết bè đảng, uống rượu cờ bạc, hễ rượu vào là lời ra, câu mâu, quạo quọ, đấm đá lẫn nhau. Cho nên Thánh Hiền nói, nhàn cư di bất thiện. Nếu như ai cũng nghe lời Phật dạy, giữ gìn khẩu nghiệp cho được thanh tịnh, gặp ai mình cũng khuyên nhắc lẫn nhau, cố gắng giữ giới. Vì giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác, đồng thời cũng là chiếc áo giáp thần hộ mệnh, làm cho thân tâm mình được thanh tịnh an lạc. Nếu lúc nào cũng đem chuyện đạo đức ra nói hết, thì làm gì có phiền não khổ đau. Trong kinh Pháp Cú, Phật từng dạy, phàm người sống ở đời, miệng lưỡi chín gươm đao, chửi rủa mắng nhiếc nhau là cầm đao tự hại, không bàn luận thị phi, suốt đời được an vui. 5. Quán thân bất tịnh. Quán 36 thể trượt từ đầu đến chân, đầy dẫy sự bất tịnh, nào là mồ hôi, nước mắt, nước mũi, dãi,
răng, rèn, rái, máu, mủ, thịt, da, gân, xương, tim, gan, phèo, phổi, phẫn, tiểu, hay là quán thân bầm tím, sình chương, nứt nẻ, hôi thối, ruồi đậu, kiến bu, dồi rút rỉa. Nhờ quán như thế mà tâm được thanh tịnh, xa lìa tham dục và ái nhiễm. Quý vị nên lưu ý trong khi quán bất tịnh, lấy mình làm đề mục để quán. Ví dụ, mình đang nhiễm sắc mà đem một cô mỹ nữ ra quán, vô tình làm tâm động thêm. 6. Quán tâm vô thường. Cái tâm nó luôn luôn sanh diệt vô thường, biến ảo không dừng, do nhân duyên hợp lại, nên có con mắt, có cảnh để thấy vậy thôi. Tâm không ở trong, không ở giữa, không ở ngoài. Nếu đủ duyên thì hợp lại thấy biết, còn hết duyên là tan rã. Cũng như cái hộp quẹt có được lửa là do các duyên hợp lại, nào là ga, đá lửa, vân vân. Đủ duyên bật lên là cháy, thả tay hết duyên liền tắt, không thể chỉ nó ở đâu được. Tâm cũng như vậy, tạm gọi là tâm trơn, tâm vọng mà thôi. Tâm trơn là thấy biết tất cả mà không tham đắm trụ chấp. Còn thấy biết nghe mà tham đắm trụ chấp, đó là vọng tâm. 7. Quán pháp vô ngã. Quan sát thấy rõ các pháp không có gì là thật, bởi nó đều bị định luật vô thường chi phối. Cho đến cái thân này cũng là vô chủ, nó muốn bệnh hay chết giờ nào mình không sao ngăn được. Thí dụ, thân bệnh cho là khổ, hết bệnh cho là vui. Thật ra khổ vui, thường hay vô thường, tự tánh nó không có gì hết. Cho đến pháp của Phật cũng chỉ là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng, hay là thuyền bè để vượt qua sông mê. Pháp của Phật giống như lương dược, tùy bệnh mà cho thuốc. Vì chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương, có gì mà phải chấp tu thế này là đúng, thế kia là sai, cao, thấp, vân vân. 8. Quán thọ thị khổ. Càng thọ nhiều càng khổ nhiều, cũng vì vô minh lầm chấp cho thân này là thật, nên mãi tìm đủ trăm phương ngàn kế để cầu ăn mặc, tham đắm sắc dục. Những thứ ấy họ cho là vui sướng, nhưng họ nào có biết vui là gốc của sự khổ đau. Thí dụ, muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải cực thân nhọc trí, việc ác gì cũng làm được, bất chấp thủ đoạn, miễn sao cho mình được dinh thân kỳ gia, của cải đầy rương, đầy tủ, ai khổ mặc kệ. Khi có của cải nhiều, lại sợ gian phi, trộm cướp, rình mò. Cho đến dâm dục, họ cho là vui sướng, nhưng trong cái vui ấy chứa đầy những thứ ghen tương, khổ đau, phiền muộn. Chẳng qua là lấy khổ làm vui, vui trong sự khổ mà thôi. Cái vui ở thế gian phù du tạm bợ, phía sau của nó chứa đầy những thứ ưu bi khổ nạn. Cho nên người xưa có câu: vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Mong sao tập tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài cảnh khổ vui. 9. Quán sổ tức. Muốn cho tâm không tán loạn, phải theo dõi hơi thở vô ra. Thở ra biết mình thở ra, hít vô biết mình hít vô. Hít vô đếm một, thở ra đếm hai, lần lượt đếm đến mười, rồi trở lại bắt đầu từ một. Cứ đếm như thế suốt thời gian tọa thiền, nhờ vậy mà tâm không tán loạn. Nếu ai tu tịnh độ nương theo pháp này, niệm hồng danh Đức Phật Di Đà đếm từ một đến mười, và trở lại bắt đầu từ một. Cứ như vậy, luôn lưu mãi mau được nhất tâm bất loạn, vãng sanh cực lạc. 10. Tu tâm từ. Người nào tu tâm từ sẽ diệt được sân nhuế, thân tâm an lạc, người đời kính mến, chư thiên gia hộ, tà ma ngoại đạo, độc trùng ác thú không thể hại được, thức ngủ yên vui, diệt trừ oán nghiệp, oán thù tự giải. Muốn có tâm từ, chúng ta phải mở rộng lòng thương yêu tất cả chúng sanh, gặp ai mình cũng khiêm hạ, lễ phép, kính trọng tận tình giúp đỡ cả người lẫn vật một cách bình đẳng vô tư. Đó gọi là từ tâm của Bậc Thánh. Chính cái tâm bình đẳng này, nó sanh ra vô lượng công đức và diệt trừ tất cả phiền não sân nhuế. 11. Tu vô thường tưởng. Đức Phật dạy, người nào tu vô thường tưởng, thời vị đó đắc được vô ngã tưởng, đoạn trừ hết ngã mạn.
có nghĩa là quán tất cả các pháp do các duyên hòa hợp không thật, cho nên diệt trừ được ngã mạn, chấp ngã, chấp pháp, dẫn đến thành tựu đạo quả, cứu cánh giải thoát niết bàn, bất sanh bất diệt. Nói tóm lại, vạn pháp đều do tâm tạo. Phàm trong khi tác ý muốn làm việc gì cần phải lấy trí tuệ, tư duy, quán xét. Nếu như việc nói năng hành động đem đến lợi ích cho mình và người thì nỗ lực làm, còn nếu đem đến thiệt hại cả hai, hoặc lợi mình, hại người thì phải đoạn trừ. Muốn cho có trí huệ sáng suốt, điều quan trọng là tâm phải thanh tịnh. Muốn cho được thanh tịnh, tự mình là thiện tri thức và phải gần người thiện lành, cố gắng giữ giới, phòng hộ các căn. Khi nói ra phải nghe pháp mà nói lời đạo đức, tích cực làm việc thiện, quán thân mình là dơ bẩn, vật chất là giả tạm, tâm không thật, pháp chỉ là phương tiện. Có nghĩa là thấy biết tất cả mà không bị ô nhiễm vướng mắc, trụ chấp, đó là tâm chân thường, chân lạc, tự tại, giải thoát. Đây là phương pháp nhiếp tâm để duy trì chánh niệm, phản tỉnh thanh lọc, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh. Động, tịnh, khổ, vui, những môi trường hoàn cảnh xung quanh chúng ta tốt hay xấu đều do tâm tạo ra mọi cảnh ngộ. Phần 4. Hoàn cảnh vô thường. Như quý vị cũng từng thấy và chứng kiến không biết bao nhiêu những cảnh vinh, nhục, sang, hèn, được, mất, hơn, thua cứ tiếp tục diễn ra trước mắt. Nào là lâu đài xe cộ, của cải vật chất đầy kho đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một trận động đất, thiên tai, hỏa hoạn, bão tố, lũ lụt hay trải qua một cơn binh biến cũng trở thành những đống tro tàn, gạch vụn vùi sâu dưới lòng đất. Kìa, là cung điện nguy nga của Tần Thủy Hoàng được xây bằng xương máu của nhân dân mà giờ đây còn đâu. Nọ là thành cổ loa kiên cố, nay chỉ còn lại những ký ức xa mờ. Và còn biết bao nhiêu thành phố nguy nga tráng lệ đã vùi sâu vào lòng đất hay dưới đại dương khi trải qua một cơn động đất tàn phá, núi lửa phun trào, khủng bố, chiến tranh thảm khốc do loài người tàn bạo gây nên, làm cho vô số sinh linh chết thảm. Những người còn sống sót phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đối đau không thuốc, khiến cho vợ xa chồng, cha mẹ ly biệt con cháu, kẻ ở góc biển, người cuối chân trời, bơ vơ trong chờ thương nhớ. Những điều đó thường xảy ra trên quả địa cầu này. Quý vị có nghe đài, xem báo đã rõ. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: tam giới vô an du như quả trạch. Giống như ở trong nhà lửa, ngũ trược ác thế thật đáng khiếp sợ. Nhưng vì một chút miếng mồi ngũ dục làm cho chúng sanh quên hết những khổ nạn đang bao vây bên mình. Quý vị nên nhớ tất cả vật chất trên cõi đời này đều vô thường giả tạm, vì của vốn năm nhà ta chẳng có, thân này tứ đại vốn là không. Năm nhà đó là giặc cướp, lửa cháy, nước trôi, con hư phá sản, nhà nước xung công. Nói đến đây tôi nhớ mẫu chuyện. Có một ông trưởng giả nọ có bốn bà vợ. Bà thứ nhất ông coi như khúc ruột, nhất hô bá ứng, muốn cái gì có cái nấy. Bà thứ hai tuy địa vị không bằng bà thứ nhất, nhưng lúc nào cũng quanh quẩn bên ông thì mới vui. Bà vợ thứ ba lâu lâu ông ta mới để ý tới. Còn bà vợ thứ tư số phận rất hẩm hiu, không khi nào ông đói hoài đến. Một hôm ông trưởng giả lâm phải cơn bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, bèn cho gọi bốn bà vợ tới. Ông nhìn bà vợ thứ nhất nói: anh có bốn vợ, em là người anh thương yêu nhất, vậy khi nào anh chết em hãy cùng anh qua thế giới bên kia cho tròn câu, sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách. Bà vợ thứ nhất nói: em biết tình cảm của anh đối với em rất mặn nồng, nhưng chết là âm dương cách biệt, đường ai nấy đi, em không thể theo anh được. Bao nhiêu gửi gắm vào bà vợ thứ nhất, không ngờ bà trả lời như vậy. Ông trưởng giả buồn tủi, ngước nhìn bà vợ thứ hai, ông hỏi: còn em thì sao? Bà vợ thứ hai trả lời một cách phũ phàng hơn: hằng ngày anh yêu thương chị cả nhiều hơn em, mà chị còn không chịu đi theo anh,
thử hỏi làm sao mà em đi theo anh được. Hơn nữa em báo cho anh biết, anh tắt thở giờ nào em đi lấy chồng giờ đó. Ông trưởng giả nghe qua vô cùng buồn bã, bất mãn, chán nản, đau khổ. Gượng nhìn bà vợ thứ ba, thấy bà vừa khóc vừa nói: anh đừng lo, khi nào anh chết, em sẽ lo ma chay tuần thất dỗ quả cho anh, chứ em không thể thực hiện được yêu cầu của anh. Ông trưởng giả tự nghĩ, suốt cuộc đời của mình luôn hy sinh, chịu đựng không biết bao nhiêu gian lao cực khổ cho những người vợ. Bây giờ không ai đi theo mình, mà còn có những hành động phũ phàng, vong ân bội nghĩa, thật đáng buồn cười cho thói đời đổi trắng thay đen. Ông vừa nói vừa ứa nước mắt. Bà vợ thứ tư thấy vậy bèn nói: tuy hằng ngày anh không ngó ngàng tới em, nhưng em tình nguyện theo anh đến đâu là em đi tới đó. Không chỉ riêng ông trưởng giả đó có bốn bà vợ thôi đâu, mà trong tất cả chúng ta đều có sẵn bốn bà ấy. Bà thứ nhất là chỉ cho thân mình, vừa đói đã ăn, vừa khát đã uống, vừa lạnh đã đắp, nực thì quạt liền, tìm đủ mọi cách cung phụng cho thân được đầy đủ tiện nghi, tha hồ hưởng thụ ngũ dục trên sự đau khổ của người khác. Nhưng khi chết rồi, nó trở thành thây ma hôi thối trong nghĩa địa, nếu đem đi thiêu chỉ còn một nắm tro tàn mà thôi. Còn bà vợ thứ hai là chỉ cho tiền tài của cải vật chất, khi còn sống nó là của mình, đến lúc chết nó qua tay người khác, chớ nào có đem được gì đâu. Cho nên bà ta nói: anh chết giờ nào em đi lấy chồng giờ đó, là vậy. Còn bà vợ thứ ba chỉ cho thân bằng quyến thuộc, dầu họ có thương mình lắm là lo ma chay tuần thất dỗ quải, khóc lóc để tiễn đưa quan tài tới huyệt mồ hay lò thiêu là cùng, chứ không ai dạy gì mà chết theo. Bà thứ tư là chỉ cho những nghiệp lành hay giữ trong đời bình sinh của mình. Có nhiều khi vì vợ, vì con hay thân bằng quyến thuộc mà tạo không biết bao nhiêu lỗi lầm. Ăn chung, tội thì lãnh riêng. Trên địa tạng cũng vậy, tội mình làm thì tự gánh lấy, không ai thay thế được cả. Vậy mà có mấy ai tỉnh thức, cứ mãi đắm chìm trong tình tiền danh lợi. Vì quá tham lam, con người tìm đủ trăm phương ngàn kế đem ra thi thố tranh danh đoạt lợi, giành giật từng chén cơm manh áo, tranh nhau từng tấc đất, cực lực đấu đá với nhau cho đến chín sống mười chết, tha hồ hốt của phi nghĩa. Nhưng họ lại quên rằng tất cả ai rồi cũng chết, hễ có rồi lại không, hôm nay của mình ngày mai qua tay kẻ khác. Thế mà có người ỷ mình giàu có, mua quan bán chức, nghinh ngang hống hách, đàn áp bóc lột, sống xa hoa, kiêu kỳ trên xương máu mồ hôi nước mắt của người khác, cho rằng như thế là hay là giỏi. Nhưng họ đâu có ngờ rằng chỉ cần sa cơ thất thế, phải lâm vào hoàn cảnh tù đày hoặc tử hình hay tha phương cầu thực. Trong kinh Bồ Tát Giới có dạy: tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc, cha mẹ nhiều đời chết rồi sanh trở lại trong lục đạo. Nếu chúng ta giết hại hoặc hơn thua, tức là sát phạt tranh giành với người thân trong quá khứ của mình, chứ không ai xa lạ. Kinh Báo Hiếu: Phật lại đóng xương khô để tưởng niệm lục thân quá khứ. Ngài đã từng tuyên bố: tất cả người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, từ đó mà sanh ra. Như thế, để cho chúng ta thấy được lẽ đó mà mở rộng lòng từ bi đối xử với tất cả chúng sanh. Nếu không, mình sẽ trở thành kẻ cuồng si độc ác, sát hại người thân trong quá khứ, dung bồi cho người thân hiện tại, thật là tội lỗi và vô nghĩa. Đó là điều lầm lẫn do thiếu trí huệ mà ra. Con người vì lòng tham vô bờ bến, mong cầu đủ thứ, nào là giàu sang, quyền chức, vua chúa, vợ đẹp con ngoan, mọi sự như ý, khổ cực tìm cầu không được thì bực tức ưu phiền. Nếu có được đi chăng nữa, đến khi mất lại càng khổ thêm. Cũng chính vì danh, lợi, tình làm cho con người phải điêu đứng, đảo điên khổ sở, thất vọng, đến đổi phải quyên sinh. Như tôi thấy, thỉnh thoảng có người đem vong vô chùa, hỏi ra mới biết chết vì thất tình. Mình nghĩ thế gian bộ hết người rồi sao mà lại dại dột đến thế. Nhưng khi xem kinh mới hiểu,
chẳng qua họ chết là vì kiếp trước đã từng làm cho người ta khổ lụy chết thảm. Bây giờ tự nhiên nghiệp thức khiến họ tự nghĩ, nếu không sống chung với người đó thì chết, chứ không ai thay thế được. Vì nhân nào quả nấy đành rằng chẳng sai. Tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ? Bạn phụ tình, bạn nghĩ thế sao? Bởi vậy cổ đức than rằng, hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến chết chúng thiên quan tài, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rầy hầu non. Chỉ có tội phước hãy còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới thấy gớm ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Để đánh thức người đời trong kinh Pháp Cú thí dụ dạy: khi Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong thành có một ông già dòng Bà La Môn đã 80 tuổi, nhà giàu của cải vô số, nhưng ông ta thuộc hạng người khó độ, chẳng biết gì đạo đức, cứ mãi tạo nhiều điều bất thiện, không biết lo cơm vô thừa mà chỉ biết lo làm nhà cho đẹp, tạo tác đủ thứ, nào là nhà trước nhà sau, nào là lầu mát nhà ấm, nào là nhà đông nhà tây, hai hàng dài có chừng vài chục nóc. Nhưng chỉ có cái nhà trước và nhà sau còn cách nhau chưa liền, mỗi khi đi lên xuống thường bị mưa nắng bất tiện, nên ông đích thân ra chỉ huy cho chúng thợ làm. Bấy giờ Đức Phật dùng đạo nhãn xem thấy ông già này không còn mấy hôm nữa sẽ bị tận mạng. Thế mà ông nào có tự biết gì đâu, nên cứ lây hoay nhọc sức, không ích gì cho đời sau, thật là đáng thương. Đức Phật với A Nan, hai thầy trò cùng đi đến tận nhà vui vẻ hỏi ông rằng: ông lão làm gì đó, có nhọc mỏi không? Và nay còn cất nhà này nữa chi thế? Ông đáp và giải thích: nhà trước để tiếp khách, nhà sau để tự ở, hai dãy đông tây cho con cháu tôi tới ở và để của cải. Mùa hè nóng bức thượng lên lầu cao cho mát, mùa đông lạnh lẽo xuống nhà kính cho ấm. Ngài đã hiểu hết chưa? Đức Phật bảo: ta nghe danh ông lão đã lâu, muốn gặp nhau để đàm luận cho vui. Nay ta sẵn có một bài kệ khẩn yếu, kệ này có ích cho những lúc an lành hay bất hạnh, giờ đây muốn tặng cho ông, vậy nên nghỉ tay cùng ngồi, ta đọc cho ông nghe có được không? Ông đáp: tôi đang bận việc lắm nên không thể ngồi đàm luận được. Mai mốt nếu ngày đến, thời hay biết bao. Nếu bài kệ khẩn yếu thì ngài cứ việc đọc, tôi vừa làm vừa nghe cũng được. Đức Phật phải chiều lòng đọc kệ: có con thêm có của, người mê lo bận rộn, ta chẳng phải là ta. Con của đâu có thật, cao sang sẽ xa cơ, của cải hợp rồi tan, tài sản nhiều đến đâu không tránh khỏi già chết. Người ngu không lo trước, chẳng biết tai họa đến, ngu tự xưng là trí, ấy thật là rất ngu. Ông già bạc phước ấy khen: ngài thuyết kệ hay thật, nhưng nay bận quá, ngày mai ngài đến chúng ta sẽ cùng bàn luận thì hơn. Thế là Đức Phật thương hại cho ông ta rồi đi. Đức Phật vừa đi không xa, ông già tự tay đưa cây lên cho thợ làm, chẳng may bị sẩy tay, cây rơi xuống đánh vỡ đầu, chết ngay tức khắc. Người nhà la khóc vang dội động cả xóm làng. Đức Phật đi chưa bao xa thì xảy ra tai biến này. Ngài đến một làng khác, vừa gặp 10 người phạm chí, họ hỏi ngài đi đâu vậy. Phật đáp: ta đi đến nhà ông già ở làng kia với mục đích để thuyết pháp, nhưng ông không tin và cũng không biết tai biến vô thường. Ta vừa đi thì ông đã chết vì cây rơi trúng. Rồi Phật lại vì các ông phạm chí thuật lại ý nghĩa bài kệ mà ngài vừa mới đọc cho ông già nghe khi nãy. Nghe xong, các phạm chí vui mừng hớn hở, đều được thấy dấu vết của đạo. Liền đó, Đức Phật thuyết một bài kệ khác cho mấy ông nghe: ngu ám gần người trí, như bầu chứa hương vị, chứa đựng tuy đã lâu mà chẳng biết được mùi. Sáng suốt gần người trí, như lưỡi nếm mùi vị, khi đưa đến chót lưỡi thì liền biết vị gì. Người ngu lo tạo tác, vì thân chuốc tai họa, cam lòng làm việc ác,
tự gây ra tội nặng. Khi ăn năn đã muộn, dầu cho có khóc than, nào có ích lợi gì? Nhân ác nghiệp gây rồi, trả báo do nhân gieo, phải chịu quả đắng cay. Các ông Phạm Chí được hân hạnh nghe bài kệ này, lòng tin càng bền vững, vui mừng làm lễ phụng hành. Cổ Đức cũng vậy, thương mấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ rồi cũng chết, danh lợi giàu sang rốt cũng không. Trăm khéo trăm khôn tuồn giả tạm, ngàn mưu ngàn kế cũng hoàn không, suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay không vẫn không. Ngẫm lại, từ cổ chí kim danh vọng, vật chất có gì tồn tại mà phải lao tâm, nhọc sức, gây ra nhiều nghiệp ác như núi Thái Sơn, để tiếng nhơ lưu hậu thế. Ôi, dòng danh lợi kiên cố đã giam hãm con người từ vô lượng kiếp, xã hội càng văn minh, khóa lợi cùm danh càng siết chặt. Vì thế người đời cả sang lẫn hèn, chẳng có mấy ai tự tại an vui. Muốn khỏi bị danh lợi xiềng trói, ta chớ nên tham muốn nó. Đức Phật chủ trương đạo giải thoát, khuyên chúng sinh ít tham muốn biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham lam, keo kiệt bỏng sẻn. Nói đến phước báo của sự cúng dường bố thí, tở Phật còn sanh tiền, một hôm tín nữ Sumana xớt bát cúng dường tam bảo xong, liền đến đảnh lễ Đức Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thường xớt bát cúng dường và bố thí, những việc làm đó kết quả của nó như thế nào? Xin Phật từ bi chỉ giáo. Phật bảo: Này Sumana, nếu trước khi con cúng dường bố thí, trong khi cúng thí cho đến sau cùng đều khởi tâm hoan hỷ, thời phước đức ấy quả thật vô lượng vô biên. Hiện tại thân tâm an lạc, người trí khen ngợi, nếu đem hồi hướng cho người thân quá cố, thời cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích, bằng như đem phước lành đó cầu đạo quả Bồ Đề, thời sau khi chết sanh trở lại vào nhà tôn quý, xuất gia được thừa hưởng sự cúng dường một cách đầy đủ, và chẳng bao lâu đắc được đạo quả Bồ Đề. Kinh A Hàm Phật dạy: Nếu người nào thường phát tâm bố thí cúng dường như lời Phật dạy, người đó khi đi, đứng, nằm ngồi, phước đức thường sanh không dứt. Như chuyện ông Cấp Cô Độc xây cất tịnh xá kỳ viên chưa xong mà cung trời đã kiến tạo sẵn dành cho ông rồi, chẳng những vậy thôi mà còn vượt qua mọi ách nạn. Thuở xưa Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng già, ma dương đến quấy nhiễu đủ mọi cách, nhưng không bao giờ làm lay chuyển được tâm Ngài. Ma dương hỏi Phật: Sao Ngài không ở hoàng cung để hưởng những lạc thú, tội gì dấn thân vào chốn nguy hiểm khổ cực này, nào rắn rết, hổ beo, ma quỷ, Ngài không sợ sao? Phật từ tốn bảo: Có gì mà phải lo sợ? Ma dương nói: Ngài lấy chi để bảo vệ? Phật đáp: Chính cái phước đức, nó tự bảo vệ ta. Ma dương không sao làm lung lạc được lòng Ngài, liền biến mất. Phật bảo: Người nào có phước đức, tự nhiên tâm minh trí sáng, nói làm cầu mong việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người không có phước, tâm trí mê mờ, nói không ai nghe, làm đâu thất bại đó, cầu muôn việc đều không thành tựu, thường chuốc họa vào thân. Ông bà mình thường bảo: Có đức không sức mà ăn. Vì thế chúng ta nên cố gắng dung bồi phước đức cho mai sau, nếu không khi hưởng hết phước thì nguy. Muốn cho sự bố thí cúng dường được kết quả tốt đẹp, phải thực hành bố thí ba la mật, là không thấy mình thí, vật thí và người thọ thí. Nếu ta chấp vào sự bố thí cúng dường thì dễ sanh tâm phiền muộn, bực tức. Khi họ không làm vừa ý mình, từ đó sanh ra quỷ bán, tự mình diệt hết phước đức. Như chuyện bà Thanh Đề cúng dường cho chư tăng mà không được tiếp đón nồng hậu, liền sanh tâm độc ác, lấy thịt chó trộn làm bánh cho các thầy tu ăn, nên mới bị đọa vào cảnh ngạ quỷ. Do đó, trong khi bố thí, vì lòng từ làm cho chúng sanh an lạc mà mình không mong cầu gì hết, cái tâm đó nó rộng lớn như hư không, chẳng so lường được. Còn nếu như tính toán so đo thì phước đức bị hạn chế, không khéo sanh ra tội lỗi,
mất hết tất cả phước lành. Có nhiều người nghèo quá, tôi khuyên bố thí để chuyển hóa cái nghiệp của mình. Họ lại trả lời rằng: con nghèo quá lấy cái gì để cho? Tôi nói: quý vị nghèo cho lắm như hai vợ chồng đàn nị già, chỉ có một cái chăn để đi xin ăn mà còn dám cúng dường cho một vị tỳ kheo đem về tịnh xá. Đức Phật Tỳ Bà Thi bảo đem lại cho ngài. Phật đưa cái chăn lên tuyên bố: trong đại hội cúng dường hôm nay, người cúng dường cái chăn này là phước lớn hơn hết. Tất cả đại hội ai nấy đều lấy làm lạ, hỏi Phật nguyên do tại sao. Phật nói: vật tuy khinh mà trọng ở chỗ tâm chí thành. Rồi Phật thuật lại cảnh khốn khổ của vợ chồng đàn nị già, ai nghe qua cũng đều cảm động đem tiền của đến giúp đỡ. Nhờ căn lành đó mà 91 kiếp liên tục được sanh vào nhà tôn quý, gặp Phật Thích Ca, xuất gia tu hành đắc đạo. Hai là chuyện ông Ngưu Trường Xuân số chết đói, nhưng nhờ lấy thân mình cõng người qua dòng suối Bàn Khê suốt 6 năm. Tiếng tốt đó đồn đến tai vua, liền cho người rước ngài về phong làm quốc sư. Cho nên thế gian dụng tướng, Phật dụng tâm, chứ không phải vật nhiều hay ít. Vì thế có câu: kiếp trước chẳng thí mới chịu nghèo, bây giờ khổ não nó đeo theo. Người sau của cải càng dư giả, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Hay là: giúp người đừng mong trả ơn, hảo tâm bố thí liên tòa được lên. Phật dạy: trong các thí, pháp thí là bố thí bất tử, phước ấy cao thượng hơn hết trong các phước điền. Thật đúng như lời Phật dạy, nhờ học giáo lý mình mới biết cách tu hành, rồi truyền cho người khác đồng tu cho đến ngày thoát dòng sanh tử. Nên ngài nói chúng sanh nào muốn cho thân tâm an lạc thì phải học giáo pháp. Vì pháp có công năng diệt trừ ưu não cấu uế và duy trì tình thương yêu đoàn kết, từ đó sinh ra phước tộc, làm lợi ích cho mình và cho mọi người. Nhưng ít ai nghĩ đến, cứ mãi đam mê ra vào chốn lợi danh. Có lúc xem kinh được vài câu liền sanh tâm ngao ngán bỏ qua. Thậm chí có người cả đời chưa xem được chữ nào. Chính vì xem thường lời Phật dạy, nên từ trong gia đình đến xã hội xảy ra lắm cảnh thảm họa thương tâm, thiếu đạo đức là cửa ngõ đưa đến bại vong. Để tránh những tai hại đó, quý vị nên cố gắng xem kinh, nghe pháp và truyền trao cho người xung quanh để họ biết cách tu hành, hóa giải ác nghiệp. Nhờ phước đức đó, nghiệp của mình cũng được nhẹ theo. Thế nên tôi xin khuyên quý vị, khi có kinh sách hoặc băng giảng, nên cho người khác xem nghe. Nếu không, để lâu cũng hư mà không sanh được phước, lại thêm kiếp sau phải bị quả báo dốt nát. Như chuyện ngài Bàn Đặt, Phật dạy chỉ có 2 chữ chổi quét mà ngài không nhớ, cũng do dấu pháp mà ra. Giả lại vô thường đâu có định ngài, nếu cứ mãi chất chứa, dầu cho có kho vàng núi bạc, quan quyền vua chúa, cung phi mỹ nữ, vợ đẹp con ngoan, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang theo được gì ngoài 2 chữ tội và phước. Ôi tham tất cả rồi cũng mất tất cả. Nhưng có một điều quý vị nên lưu ý, khi đưa kinh hoặc băng cho người khác xem nghe, cần phải xét coi có phù hợp tinh thần giáo lý của Đức Phật không. Vì có nhiều người nói không có thiên đường, địa ngục, Tây Phương, tịnh độ, tất cả đều ở thế gian. Họ nói khoa học ngày nay phóng phi thuyền lên cung trăng sao Hỏa chẳng thấy một vị tiên nào, và thăm dò trái đất cũng không thấy địa ngục ở đâu. Như chúng ta thấy, không gian vô tận có vô số vì sao, khoa học ngày nay ghi đến mấy cái rồi mà dội cho là không có. Đó chẳng khác nào lấy trí phàm phu mà so lường bậc thánh. Vì trong kinh Đức Phật nói: ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, có nghĩa là Phật nói có thiên đường, địa ngục, Tây Phương tịnh độ mà họ cho là không có, tức là ma rồi. Có nhiều người nói rất là hay, thường đem giáo lý Đại Thừa Bát Nhã ra nói cái gì cũng là không, cho nên chẳng cần lễ bái tụng kinh niệm Phật. Nhưng chúng ta đã thấy trong kinh Pháp Hoa, tiền thân của Đức Phật là Thường Bất Khinh Bồ Tát, gặp ai ngài cũng kính trọng lễ bái. Còn ta là phàm phu mà lại coi thường sự lễ bái tụng kinh niệm Phật hay sao? Nếu không có tướng thì làm gì có tánh? Như trong kinh Kim Cang,
Đức Phật dạy Tu Bồ Đề: phàm cái gì có hình tướng đều là giả dối, để cho chúng sanh đừng dính mắc vào trong lúc tu hành, chứ không phải bỏ hết các hạnh lành. Vì thế Phật nhấn mạnh rằng, nếu người nào chẳng giữ giới thì sẽ không thành tựu được định huệ và giải thoát. Trong kinh Pháp Bảo Đàm, Lục Tổ Huệ Năng cũng từng dạy: miệng nói tiếng không, nhân ngã, ba độc, tham, sân, si, chết chồng, sanh tâm ngạo mạn, tham lam, bỏng sẻn. Nói về lòng tham của con người, hiền nhân có than rằng: của trần chớ bận lòng tham. Từ lâu tham nó đâu làm chi nên, tham vốn là căn nguyên sự khổ, tham là mồ vô số sanh linh. Tham danh, tham lợi, tham tình, càng tham càng thấy lòng mình không an. Tham khi được rồi toàn lo giữ, rủi mất đi sanh sự buồn rầu, trong lòng cứ rạo rực luôn. Phải là tham vốn cội nguồn khổ chăng? Tham thì gian kể sang đến tội, tội vốn là nguồn cội tử sanh. Bao nhiêu khổ ách hoành hành, do lòng tham đắm nảy sanh phần nhiều. Vậy ráng bỏ đừng chiều nó nữa, để cho lòng thường bữa được yên. Những nào túc trái tiền khiên, chỉ là lo trả lòng nguyền không gây. Xưa có một nhà hiền triết bảo con cháu, khi ông chết ghi trên bia mộ của ông: đến đây tôi chỉ còn lại những gì tôi cho. Khổng Tử cũng nói: thế thường vàng ban đô thị giả, nhân sanh đạo đức quả duy chân. Có nghĩa là vạn vật trên cõi đời này đều là vô thường giả tạm, duy có đạo đức mới là trường cửu. Đạo là gì? Đạo là con đường, là lẽ phải, cũng là chân lý tuyệt đối đưa chúng sanh từ trong bóng tối vô minh, sanh tử, khổ đau tiến ra ánh sáng chân như, giải thoát niết bàn, bất sanh, bất diệt. Đạo có rất nhiều con đường, từ gần đến xa, từ thấp lên cao, như là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, Atula đạo, nhân đạo, thiên đạo, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đạo. Trong luận A Tỳ Đàm Phẩm Lồ Tử Môn, Đức Phật dạy những nguyên nhân đưa đến luân hồi trong dòng lục đạo. Một, con đường địa ngục. Phật dạy, nếu người nào ôm lòng sân hận quá nặng, giết hại cha mẹ, thánh hiền, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, đâm chém, bầm chặt, đập đầu, cắt cổ, lột da, chiên xào, nấu nướng, làm cho chúng sanh đau đớn, rên la, giãy giụa, quằn quại, chết thảm, chẳng có một chút tự tâm, người đó trong giờ phút lâm chung, những diễn tiến của lộ trình tâm sẽ tuần tự hiện ra. Thí dụ như tên tướng cướp thì thấy mình đang giết người, cướp của, còn tên đồ tể thì thấy mình đang đập đầu bò, đâm hồng heo, bầm chặt, phanh da xẻ thịt như thế nào đó. Nó tuần tự hiện ra hết. Tiếp theo, thấy quỷ sứ đến bắt hồn, dẫn xuống địa ngục để hành hình. Đó là con đường xuống địa ngục đạo. Hai, con đường ngạ quỷ. Phật dạy, nếu người nào tính tình tham lam, đụng đâu lấy đó, thẳng tay dơ dét những của phi nghĩa, tàn ác, gian phi, lừa đảo thế nhân, tham quan ô lại, những người như thế trong giờ phút lâm chung, tham kiểu cách ra sao, nó tuần tự hiện ra hết. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra ngạ quỷ tướng, sanh làm quỷ đói, khổ sở để đền cái tội tham lam vô độ của mình. Ba, con đường súc sinh. Phật dạy, nếu người nào do lòng si mê quá nặng, không biết đâu là tốt xấu, phải trái, thiện cho là ác, còn ác cho là thiện, tinh tà mong phước mê tín, với cái tâm mù quáng như thế, trong giờ phút lâm chung, mê muội gây nghiệp ra sao, nó tuần tự hiện ra. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra hết thú tướng.
thấy con thú cái nào đó đang giao hợp, khởi tâm ái nhiễm, thọ thai vào đó sinh ra làm thú. 4. Con đường Atula. Phật dạy, nếu người nào tánh khí hung hăng, thích đấu tranh hơn thua, trong giờ phút lâm chung, đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao, nó lần lượt hiện ra hết. Qua diễn biến đó, nó hiện ra cảnh giới Atula, là thần chiến đấu, hằng ngày đánh lộn với nhau, la lối gian động cả núi Tu Di. Tâm như thế nào sanh vào cảnh giới như thế đó, thích đấu tranh đấm đá thì sanh vào cảnh đấu tranh. Đó là định luật nhân quả. 5. Con đường nhân đạo. Phật dạy, nếu người nào tính khí hiền lương, biết quy y, giữ gìn ngũ giới, không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, tụng kinh, niệm Phật, trong giờ phút lâm chung, tự thấy mình đi chùa, dâng hương qua, lễ Phật tụng kinh. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra một người phụ nữ nào đó có nhân duyên với mình, thọ thai vào, tiếp tục sanh ra làm người. 6. Con đường thiên đạo. Phật dạy, nếu người nào chuyên tu thập thiện, thân không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, khẩu không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi, ý không tham, sân, tà kiến, trong giờ phút lâm chung, những điều lành mình làm được hàng ngày như là trì chay, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sinh, cứu trợ, quỷ lạo, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới thiên đường, thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước mình về thiên giới, hưởng lấy thiên phước. Tóm lại, nếu người nào tâm địa độc ác, là họ đang đi con đường xuống địa ngục. Người nào tham lam, trộm cắp, keo kiệt, bõng sẻn, là đang đi vào con đường ngạ quỷ. Ai mê muội mù quáng, không phân biệt được thiện ác, mê tín tà dại, là đi vào loài súc sanh. Người nào thích đấu tranh hơn thua, là đang đi vào con đường Atula. Còn người giữ năm giới là đang đi vào cảnh giới người. Người nào tu tập thập thiện là đang đi vào con đường thiên giới. Đó là sáu nẻo luân hồi, mình muốn đi lên xuống tùy ý. Còn nếu như ai muốn thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử thì phải xuất gia giữ 250 giới, tu lần cho đến khi chứng đắc quả vị thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật mới thoát khỏi cảnh sanh tử. Giữ năm giới, 10 giới mà còn trật chuột, đừng nói tới chi 250 giới. Rồi trải qua vô số kiếp tu mới thành Phật. Mình mới nghe qua thấy ngán, nhưng trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: tỳ kheo múc nước thuyền, nước hết thì thuyền nhẹ lướt đi mau. Người đoạn trừ ái dục và luôn cả sân nhuế, ái dục và sân nhuế đã dứt sạch không còn, thời liền chứng niết bàn. Hễ ái dục và sân hận nổi lên là diệt liền, ngay đó là bồ đề niết bàn. Vì mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Có người nói, sao tu hoài mà không thành Phật? Thử kiểm lại coi, mình tu có giống Phật không? Nếu tu giống, thời thành Phật liền. Tại mình tu không giống Phật, cho nên làm chúng sanh luân hồi là vậy. Nếu mình nhận thấy không đủ khả năng thoát khỏi luân hồi, thì nên chọn vào cảnh trời, người, chứ để rơi vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula là nguy lắm. Do đó, ta phải cố gắng tu. Đời mạt pháp, nếu không siêng năng tu tập, tu hành đến lúc lâm chung thì đã muộn. Sở dĩ có ba con đường giữ là do tham sân si. Thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác, như giận người nào, muốn cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Nếu ghét ai là theo dệt đâm thọc, chửi rủa, quỷ bán đủ điều, quyết cho họ lâm vào cảnh khổ. Lại không ưa thấy điều tốt của người, còn như đánh vào người nào
quyết đánh họ đau đớn thấu trời thấu đất. Khi giận hờn tàn bạo thì không kể tôn ti thượng hạ, hùng mang trận mắt như lửa đổ, la lối gian dội như sấm nổ. Chửi mắng đánh đập hãm hại người chẳng chút nương tay. Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt, chỉ được lúc đầu, lần hồi ngày qua tháng lại, đến khi quên mất hết việc thiện là xong. Khi làm ác thì tâm lực mãnh liệt, lúc tu hành làm lành thì ý chí bạc nhược, yếu hèn, mà lại mong quá giải hết ác nghiệp, hưởng nhiều phước báo. Có nhiều người vừa mới tụng kinh, niệm Phật, lại sinh tâm mỏi mệt, chán nản, tự nhủ mình không nên làm cho thân thể quá mỏi mệt, sẽ sanh bệnh. Hơn nữa, tu hoài mà không thấy linh ứng hay đắc đạo, toàn là gặp những chuyện không may, lại đổ thừa tại tu mới đổ nghiệp như vậy. Nhưng họ có biết đâu, nếu không nhờ tu đã chết từ lâu rồi. Vì tu là chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, chứ không phải là thêm nghiệp. Chẳng qua là biện hộ cho tánh giải đãi, lười biếng, ham ăn, mê ngủ. Vừa nằm xuống mê man như chết, không bao giờ tưởng nhớ đến tam bảo, kinh luật, hay là báo ơn cha mẹ, tổ thầy, cúng dường, bố thí, học pháp, nghe kinh, tinh tấn tu hành lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ để làm lợi ích cho chúng sinh. Từ sáng đến tối cứ mãi lo nghĩ cái chuyện hơn thua, được không bao nhiêu, phiền não khổ đau lại quá nhiều, chẳng khác nào con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Trong kinh Phật dạy, chưa có công đức nào từ sự giải đãi lười biếng mà sinh ra, và cũng chẳng có chút phước lành nào từ sự kiêu mạn tự đắc mà được. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn là vượt qua tất cả. Có nhiều người tu mà cũng sợ, vì nghe nói suốt đời tu hành, nếu trong giờ phút lâm chung cận tử nghiệp, chỉ cần nổi lên một niệm sân cũng vẫn bị đọa như thường. Để giải nỗi nghi đó, tôi xin kể cho quý vị nghe một mẩu chuyện. Thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài Mahanam đến hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trọn đời con quy y tam bảo, thọ trì năm giới, lập công bồi đức. Giả sử một hôm nào đó con bị chết một cách bất đắc kỳ tử, như là bị tên bay, đạn lạc, vôi giày, xe đụng, trong khi chết một cách đau đớn hoảng hốt như vậy, con sẽ sanh về đâu? Đức Phật bảo: Này Mahanam, con chớ có sợ. Như có một cái cây nó nghiêng về hướng nào, sau khi người ta đốn hoặc hết tuổi thọ thì tự nhiên nó sẽ ngã về hướng đó. Có gì đâu mà con phải sợ, tâm như thế nào sanh vào cảnh như thế đó. Thí dụ, người uống rượu khi ra đường, họ tìm đến bàn rượu để bày tiệc ăn uống. Còn người cờ bạc hút chích thì đến chỗ cờ bạc hút chích. Còn người Phật tử hiền lành rủ nhau đến chùa tụng kinh, nghe pháp, bố thí, phóng sanh. Đức Phật nói tiếp: Với có người đem đá liện xuống hồ, rồi cùng nhau cầu nguyện cho nó nổi lên, chuyện đó không bao giờ có được, vì thể chất nó nặng phải chìm mà thôi. Người ác cũng thế, khi chết phải sanh vào cõi dữ, đó là lẽ đương nhiên. Còn người lành giống như dầu, người ta đem đổ xuống nước, thể chất nhẹ, tự nhiên nổi lên. Cho dù kẻ ác có nguyền rủa trù ếm cho nó chìm, cũng không thể chìm được, vì người lành đương nhiên sẽ sanh vào cõi lành. Nói tóm lại, thân này do tứ đại đất, nước, gió, lửa hợp thành, cho nên nó thường xung khắc lẫn nhau mà sinh ra bệnh hoạn, rồi âm thầm suy hoại cho đến ngày tan rã. Suy cho cùng, thân này không có cái gì là của ta. Đầu, mình, tay, chân, máu, mủ có phải của ta chăng? Không, chúng chỉ là những vật uế trược giả hợp. Nếu nói là của ta, tại sao nó muốn bệnh, chết giờ nào mà sao không ngăn được? Thân này quả thật là vô chủ, chẳng khác nào như mộng ảo, lúc tàn canh do nghiệp si ái mê chấp mà thành, mảnh hình ảo giả. Con người đều bị định luật vô thường chi phối, phải chịu cảnh sanh già đau chết, lúc nào cũng phập phồng lo sợ.
Ngoài cái lo sợ đó ra còn lo rầu đủ thứ, công danh chưa thành, tình duyên trắc trở, tai nạn bất ngờ, thời cuộc biến loạn, thiên tai địa ách, mùa màng thất bát, mua bán không được, làm ăn thất bại, của cải mất mát, bà con nội ngoại ốm đau nghèo khổ, người thân bị bắt giam, cha mẹ, vợ chồng, con cháu đi xa không biết ra sao. Hoặc là gặp cảnh trái ngang, tôi bất trung, vợ chồng bất chánh, con cháu ngỗ nghịch bất hiếu, bị người bội phản, oan gia đòi mạng, khổ này chất chồng lên khổ kia. Con người vì bị vọng thức điên đảo chấp trước, nên mới bị thức tình lục dục lôi cuốn đắm nhiễm sáu trần, sanh tâm phân biệt có ta, có người, còn mất khôn dại. Chính vì sự lầm chấp đó làm cho con người mau già chóng chết. Nhìn thấy kiếp người đầy bể khổ, nên cổ nhân có câu: vọng tâm khi được tịnh thanh, trí ngu đều có thể thành Phật tiên. Lắm kẻ rõ căn nguyên cội khổ, sao không lo hối ngộ tu thân. Ấy vì nghiệp nặng bên trần, nên lòng không rảnh để gần Phật gia. Muôn việc vô quan tài là hết, nghèo giàu đều chung kết như nhau. Uổng công lúc sống quơ quào, mạng chung tay chẳng nắm vào món chi. Vô thường là một định luật chi phối tất cả vạn vật, từ thân tâm cho đến hoàn cảnh không có cái gì tồn tại. Vô thường cũng là một vị thuốc thần diệu trị bệnh tham ái, làm cho thân tâm con người được bình tĩnh trước những cảnh ân ái, biệt ly, khổ vui, được mất của cái vật chất, tình thương đều là giả tạm. Nhờ nghĩ vậy cho nên chúng ta dám hy sinh tài sản, thân mạng làm việc nghĩa, xa lìa những thú vui giả tạm, lúc nào cũng hướng tâm vào đạo để làm lợi ích cho tha nhân. Như thuở Phật còn tại thế, một hôm ngày một kiền liên ngồi thiền ở Thi Lâm, thấy có một con quỷ vừa đánh đập vừa chửi mắng cái thi thể, nói rằng: chính vì ngươi tham lam vô độ, cho nên hôm nay ta mới bị đọa đày làm quỷ đối khác như thế này. Cũng gần đó có một vị chư thiên vừa rải qua lên thi thể và tán thán ca tụng: chính nhờ ngươi lúc sanh tiền, thân biết làm lành, khẩu nói lành, ý nghĩ lành, cho nên ta mới được sanh làm chư thiên. Vì thế hôm nay ta mới trở lại đây tán thán rải qua tri ân tưởng niệm. Ngài Mục Kiền Liên chứng kiến cảnh đó, hôm sau đem chuyện ấy thuật lại cho Đức Phật và tứ chúng nghe. Nhân đó Phật dạy: tuy cái thân này vô thường giả tạm, nhưng mình biết lợi dụng nó làm việc lành, thời hiện tại thân tâm an lạc, người trí ngợi khen, sau khi chết được sanh lên thiên giới, thọ hưởng những thú vui thù thắng vi diệu. Còn nếu như mình tham đắm nó mà gây ra ác nghiệp, thời hiện tại khổ đau, sau khi chết lại sanh vào cảnh khổ hơn. Trong kinh Phật dạy, kiếp người ngắn ngủi, không biết chết giờ nào, ráng mà lo tu niệm. Lợi dụng lúc còn mạnh khỏe sáng suốt, nỗ lực lập công bồi đức, làm hành trang trên con đường giải thoát. Vì trên cõi đời này ai có thân đều phải chết, nhưng người biết tu, khi bệnh thân họ vẫn bị đau nhức, còn nội tâm rất là an lạc. Vì nghĩ rằng trong đời mình không có làm việc gì ác, giống như chiếc áo đã cũ rồi đổi chiếc áo mới, thấy rõ được con đường mình đi vào cảnh giới an lành, cho nên họ ra đi một cách an nhiên tự tại. Còn người không biết tu, khi sắp chết họ rất sợ, tâm thần rối loạn, nào là thương vợ mến con, tiếc của, tứ chi đau nhức, rên la dãy dụa. Bởi chẳng biết tu cho nên không kiềm chế được cơn đau, tâm hồn tán loạn, trước mắt mịt mù u ám không biết về đâu, bao nhiêu nghiệp chướng hiện ra lôi kéo đi vào con đường ác. Giống như chiếc áo cũ rồi mà không có chiếc áo mới để thay, cái đó mới là đáng sợ. Phật thường khuyên bảo chúng ta phải hằng nghĩ đến cái thân này là vô thường, thì tự nhiên sự chấp ngã, tham sân si không còn, lòng từ bi nảy nở biết thương người cứu vật, sự tranh đấu giành giật sát hại lẫn nhau giữa người và người cùng loài vật không còn nữa. Có như vậy mới mong kiến tạo một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc giải thoát. Quý vị nên nhớ như vậy mà cố gắng tu hành. Trước khi dừng bút, tôi không biết viết gì hơn, xin nhắc quý vị, phàm làm việc gì nên biết hậu quả của nó về sau. Nếu nhận thấy việc làm nào phù hợp với đạo, đem đến sự an lạc lợi ích cho mình và người cùng vật,
thì cố gắng tích cực làm liền, chớ nên hẹn hò. Người xưa bảo tu là để chuẩn bị trước cho cái chết tốt đẹp, chớ để chết đến mà chẳng có tu. Cổ đức thường khuyên: đời người ngắn ngủi chớ mê say, ráng lo niệm Phật gấp biên ngày. Vô thường tấn tốc nào ai biết, chớ nên lần lựa hẹn nay mai. Phàm không lo xa ắt có chuyện buồn gần, để nước tới trôn mới nhảy sau cho kịp. Quý vị là những người mến mộ Phật Pháp, tôi xin nhắc nhở quý vị đôi điều: trợ duyên dịu dắt lẫn nhau đi vào ngôi nhà Phật Pháp. Tôi ước mong sao quý vị nương theo lời dạy của Đức Phật mà tinh tấn tu hành, để hiện tại thân tâm được an lạc. Đến lúc lâm chung, thân an niệm chánh, được Phật Di Đà cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo ngập mùi. Nào ai rõ cái vui triệt đáo, cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã. Khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chúng ta bà tim lụng dầu mòn. Thân tứ đại của người cũng thế, mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cảnh Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tín hẩn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Môn tịnh độ là môn cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Chí nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Một, thân. Thân này chưa biết ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham. Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, càng thâu càng đắm, càng làm càng say. Tiếc cho tháng rộng năm dài, chung quy quan phí về tay đồng tiền. Được thua, thua được liền liền, hả hê mới đó, ưu phiền đâu đây. Đem thân làm kẻ tội đầy, cho bao vật chất nó cai trị mình. Để tâm làm vật hy sinh, suốt đời theo lệnh dục tình dắt lôi. Cái tham bao thủa cho rồi, cái không may đến một hồi là xong. Giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượng sống cướp công nhọc nhằn. Tuần đời ai biết cho chăng, như mây tan hiệp, như trăng khuyết tròn. Đêm tàn tim lụng dầu mòn, cái đi mờ mịt, cái còn mỏng manh. Chắc chi bọt nước đầu gành, chắc chi sương động trên cành ban mai. Bọt kia làn gió nhẹ lay, sương kia mặt nhật chiếu ngay trong đời. Mênh mông trong khoảng đất trời, thân ta biết gửi về nơi chốn nào. Tử thần ta dắt làm sao, gần xa mấy nẻo, thấp cao mấy tầng. Già như phước thưởng tội trừng, biết công hay nợ, biết mừng hay lo. Thử theo công quá mà so, tội dồn muôn kiếp biết to thế nào. Phước gom nghĩ được là bao, nếu đem trừ cấn biết sao thiếu thừa. Giặt dài kiếp cũ căn xưa, biết bao oan nợ mà chưa trả đền. Tiền cừu hậu hận há quên, một bên đi trả một bên đến đòi. Lung tung trong cạm luân hồi, dai qua trả lại biết đời nào ra. Mấy ai suy kỹ nghĩ xa, rảo chân sấn bước cho qua khoảng này. Chán chê mộng cảnh đọa đầy, đưa tay trí huệ tháo dây dục tình. Đoạn trừ cái hoặc vô minh, tâm chơn trở lại tánh linh đem về. Gieo lan hột giống bồ đề, xinh tươi nhành lá sum xuê cội tàn. Nước dương rưới khắp trần hoàng, diệt trừ phiền não tiêu tan tội tình. Gậy chèo thuyền giác độ sinh, bến mê phút chốc biến thành ao sen. Hai, khẩu. Trăm năm vật đổi đời người, một câu quý giá muôn đời còn ghi. Mở lời trước phải xét suy,
rằng ta cất tiếng ít chi chăng là. Bằng như lời ấy thốt ra làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Nói chi mắng nhiếc tưng bừng, miệng xây núi nghiệp biết chừng nào tan. Nói chi chửi rủa kêu gian, lưỡi đào hố nghiệp biết đàn nào lên. Quả tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà rên phù trầm. Ai ôi nghĩ lại kẻo lầm, đóng bưng cửa miệng chớ tầm quỷ ma. Cũng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật Thánh Diệu Hòa biết bao, là câu nói pháp thanh tao, đưa người giữa biển sóng xô lên bờ. Ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm quá thánh một giờ đổi thay. Ta nay học đạo Như Lai, hãy dùng lời nói mở bày pháp môn. Ta nên cất tiếng ôn tồn, phá tan những giấc mộng hồn tối đen. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. 3. Ý. Con người cái ý vốn hai, khi mừng khi giận đổi thay không lường. Vội vàng khi ghét khi thương, khi vui vui nhất khi buồn buồn hiu. Muốn ưa tạo sấm đủ điều, rồi khi chê chán bỏ liều như chơi. Pháp nương tương đối không trời, do hai lẽ ấy ý đời phát sanh. Dẫy đầy ngoại cảnh chung quanh, càng nuôi tạo ý trưởng thành thêm lên. Thối đời càng nhiễm càng quen, bụi đời càng đắm càng đen tinh thần. Nhiều năm chung lộn trong trần, ý mình còn giữ riêng phần được đâu. Chịu mang ảnh hưởng từ lâu, ý căn thôi đã ăn sâu lắm rồi. Nếu ai nhận ý là tôi, tức thì bị ý cuốn lôi luân trầm. Dắt đi theo nẻo lạc lầm, đọa chìm vào cõi tối tăm mịt mờ. Nghiệp nhân tội quả bao ngờ, biết chi phương hướng bến bờ là đâu. Lướt theo ý dục mong cầu, đèo cao băng dược biển sâu lao mình. Con đường sinh tử tử sinh, ra vào lui tới thân hình đổi thay. Luân hồi trong cõi trần ai, cũng vì cái ý chuyển lay không ngừng. Lên cao xuống thấp vô chừng, cũng vì cái ý lẫy lừng buông lung. Ý năng chế ngự oai hùng, người người răm rắp phục tùng dân theo. Nguồn đời nước chảy thuận chiều, cảm thương cái bọt riêu riêu xuôi dòng. Mấy ai cưỡng ý nén lòng, vượt nguồn dục vọng thoát dòng muốn ham. Tịnh tâm bớt nói ngưng làm, lần lần nhập thánh siêu phàm từ đây. Đừng lòng cố chấp riêng tay, cũng đừng tính có ý này ý kia. Ta người đừng tính phân chia, có không đừng tính đoạn lìa hai bên. Như thường như vậy như nhiên, như như chẳng động không thiên không dời. Sự duyên thì đạo khác đời, lý trơn đời đạo không rời không xa. Chấp không chấp có đầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy thế nào cũng xong. Tâm không vạn sự đều không, tâm chơn vạn pháp thảy đồng quy chơn. Học đòi theo bậc thánh nhân, phải trừ tâm vọng mới hoàn bổn nguyên. Vọng tâm là ý tư riêng, thất tình lục dục một tên khác gì. Thường nên kiểm soát hành vi, khi ăn lúc nói đứng đi ngồi nằm. Đừng cho vọng ý phóng tâm, phải nhờ giới luật buộc cầm khích khao. Tuy không thấy ý chỗ nào, nhưng khi động tác ý sao ra ngoài. Nếu ai thiền định hoài hoài, ấy là ý mã bị cai trị rồi. Bằng ai giải đãi buông trôi, trách sao ý mã chẳng lôi xa đường. Vậy nên hãy ráng kiềm cương, giờ giờ phút phút phải thường soi tâm. Lặng lờ giữ vẻ trầm ngâm, tánh dè dặt kín nết đầm thấm nghiêm. Luôn luôn đôi mắt phải kiềm, đừng hay nhìn liếc kiếm tìm chi chi. Ngó ngay xuống bước chân đi, ngó vào tâm trí luôn khi không rời. Lỗ tai phải để thảnh thơi,
chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai ai. Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí đặng hay sửa mình. Mũi thường phải ngửi mùi thanh, ấy mùi đạo lý thơm lành hương đưa. Ngửi lâu càng mến càng ưa, ngửi vào tâm trí để ngừa nhiễm ô. Lưỡi dầu phải nếm vị thô, cũng đừng chê trách thích đồ cao lương. Nếm là nếm vị chân thường, nếm bằng tâm trí tỏ tường nghiệm suy. Thân như xúc đối thức chi, tay chân kềm chế trong khi đụng sờ. Sờ thiên lý nắm huyền cơ, sờ chừng tâm trí xem hờ kẻo quên. Ý đừng vọng tưởng rối ren, thường năng quán xét nhân duyên tao cùng. Tưởng suy tham cứu tột cùng, tưởng gom tâm trí tập trung điển lành. Phàm trong sự thể tu hành, đừng buông cái ý tung hoành tự do. Bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm trí dâng cho người thầy. Mặt người uốn nắng chuyển xoay, đặng mình diệt hẳn riêng tay ý sẵn. Sống chung giáo hội chư tăng, không còn tư ý mới năng thuận hòa. Đừng làm trái ý người ta, cũng đừng tự ý tiêu xa của mình. Mới mong thực hiện hòa bình, nhờ nơi giáo pháp chương trình in khuôn. Chẳng ai ý lộng tâm buông, mỗi người nắng đúc tròn vuông thành phần. 4. Nhẫn. Tục rằng no quá mất ngon, và khi giận quá mất khôn thành khờ. Lửa xong đôi mắt đã mờ, trắng đen phải quấy bây giờ thấy đâu. Khôn phân nghĩa nặng tình sâu, không rành sự cảnh đuôi đầu làm sao. Con tâm đã đánh đường nào, mà con ma giận nhập vào đó thôi. Đánh nam dẹp bắt một hồi, múa men nào kể đất trời là chi. Người sầu giật khóc lâm ly, rõ ràng một cảnh a tỳ gớm ghê. Đau lòng xót mắt mọi bề, mà người dây thảm chớ hề có hay. Đứng xa trông thấy thương thay, lửa lòng bốc ngọn ai tày chữa chuyên. Một cơn nóng giận không hiền, khối sân tím ruột lửa phiền cháy gan. Hại lây lắm kẻ vô can, quả tai một trận khổ nàng biết bao. Gió lên ngọn lửa càng cao, bao nhiêu sự nghiệp đổ nhào như chơi. Phật xưa có dạy mấy lời, rằng rừng công đức một đời trồng gieo. Lửa sân nổi dậy đốt thiêu, như chim mất cánh, như diều đứt dây. Hỡi ơi, nghe mấy lời này, có nên tiết đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên lắp mắt ngơ tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay chăng? 5. Giới. Nhịn nhường là giới đầu tiên, kỳ chư Phật vẫn thường khuyên ta hoài. Kẻ mong lìa bỏ trần an, mà còn phiền giận thật ngoài chữ tu. Người lanh mắt khác phàm phu, vượt qua vực thẳm hố sâu dễ dàng. Kìa Phật thánh thoát trần gian, cũng nhờ qua khỏi con đàn trong gai. Giữ giới hạnh chớ lầm sai, nói hành tật đố tránh hai tánh này. Hằng gìn bổn nguyện đủ đầy, thích nơi thanh vắng am mây tu trì. Xét dò kẻ khác làm chi, hạnh ta ta giữ cho y mới là. Cũng như lấy mật trong hoa, con ông có phá màu hoa bao giờ. Cái tâm chớ để bơ thờ, phải dùng giới buộc, phải nhờ luật dây. Kết gom hạnh đức đủ đầy, nhiễu nhương phiền não từ đây xa lìa. Điều lành hãy gắn làm bia, lánh xa điều ác phân chia hai đường. Để tâm trong sáng như gương, chẳng màng sự thế, chẳng dương bụi trần. Hãy gìn lời nói là cần, giữ cho tâm ý lần lần thanh bai. Chớ làm một việc đơn sai, là theo chánh đạo Như Lai lưu truyền.